Hello tất cả anh em, thì các bạn tại vì hôm nay cũng đấu nốt mấy cái trục lục lệnh để lên của hàm chí tôn luôn anh em, thì còn thiếu 5 cái. May mắn sao thì danh tướng hôm nay thì lại ra được 5 cái luôn, 5 cái trục lục lệnh luôn, thế là mình đấu lên luôn anh em nhé, để đấu nốt 5 cái này rồi lên quân hàm chí tôn. Sau đó thì mình sẽ qua ạc bé dâu và mua trùa lệnh lên qua hàm chí tôn luôn ạc bé dâu. Sau khi ạc này lên qua hàm chí tôn anh em nha. Thì cái ạc tại phiệt này thì là làm hôm ngày 17 tháng 9, tức là ngày hôm qua hôm kia gì đấy. Sau danh tướng. Còn ạc bé dâu thì ở thời điểm hiện tại thì là mình đang quay clip luôn. Mình đang quay clip là lúc 2:20. Đấy, thì cái việc này mình cũng chỉ là quay lại clip thôi và ngồi edit lại thôi, không phải edit mà thật ra cũng đéo có edit con mẹ gì, ngồi ba la lại. À quên, kênh văn hóa từ nay thì livestream các thứ là không nói tục tiểu các thứ nữa anh em. VTV vừa lên sóng gọi là thằng nào kích lại giá này, đơm nó thôi. VTV vừa lên sóng là chỉ trích là người này người kia, gọi là livestream các thứ, những hot streamer mà livestream gọi là nó dùng ngôn ngữ nó không được lịch sự, gọi là nó thô tục ở trên mạng xã hội. Đấy, thì chỉ trích khá là nhiều người, gay gắt nhất đặc biệt nhất là anh Đỗ Messi là được đem hình ảnh lên tuyên dương trên VTV là nó nói tục nhiều. Đấy, thằng này nó đấu với mình nè anh em, thôi thì mình cứ kích cái nữa xem thử như thế nào. Đấy, cặp bây giờ làm cái nghề này á thì những người khác thì không nói, mà tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, chỉ có kẻ thích người ghét. Họ ghét thì họ vào họ chửi mình. Khi trên livestream mình văng 1-2-3 tiếng tục tiểu một chút xíu thì VTV họ lại ấy. Nhưng mà thật ra đúng ra thì mình làm ở trên mạng xã hội này thật ra không nên nói tục anh em ạ. Để nó thành cái thói quen đi, sau này ví dụ những anh em lớn tuổi đồ xem thì không sao, lớn quá họ xem thì họ bị cái là mình thiếu tôn trọng họ, mà nhỏ quá họ xem thì cái là mình làm hư con cái người ta. Trung trung xem thì nó đấm cho mình vỡ mồm. Nói chung tác hại nhiều vãi luôn đó. Nói tục là thục hai cái răng cửa vào trong thật. Ok, thì sau khi đấu xong 5 cái trục lộc lệnh rồi thì mình cũng gọi là mình lên quân hàm cái nhẹ chí tôn anh em nhé. Đây, thì ạc tài phiệt đã lên được quân hàm chí tôn. Thì sáng nay ạc tài phiệt cũng có up được một tí lực chiến nữa, thì tí nữa mình sẽ show cho anh em trong lúc đi danh tướng sau. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục qua cái ạc bé dâu để lên nốt cái quân hàm ở ạc bé dâu này luôn. Đây, ạc bé dâu. Ạc bé dâu kiếm hiệp 12 anh em. Hiện tại đang top 17. Sau khi lên quân hàm xong mình nghĩ là lên được top 15 và vượt qua Huy Nguyễn. Huy Nguyễn thì đang kiếm hiệp 13 thì phải. Ok, Nguyễn đã từng chuyển vàng rồi, còn ạc này chưa chuyển vàng anh em. Thấy chưa, thấy xình sò cũng bò chưa. Ạc bé dâu này còn khá nhiều thứ chưa ấp lực chiến, chẳng hạn như là đồ hiếm đồ chưa có nè anh em. Đấy, chưa mặc đồ hiếm. Đây, ở đây thì nó rơi vào tầm cỡ có nhiêu đâu, 21 rương. Ở đây thì cũng 30 rương, ở đây thì 2 rương, nhưng mà chủ ạc bảo là để chị lấy chân khí, để chị ấp kinh mạch. Thôi thì cứ để chị lấy cái chân khí chị ốc kinh mạch đi, em cũng không đụng vào làm cái mẹ gì. Ok, hai cái nữa nè, hiện tại đã có 14 cái ha, mua hai cái nữa đủ anh em nhá. Cái gì đây, sao nó không cho mua đây, thiếu hai cái nữa mà nó không cho mua này là sao đây. Ok, lên hàm chí tôn luôn anh em nhá. Bịch đấy. Ok, bây giờ còn tí vàng thì mình vào mua mẹ nó thủy tinh giảm giá, mình cường hóa luôn đi cho nó gọi là. Ạc này thì không khóa gì đâu anh em, tại vì có chuyển vàng đâu mà khóa, đúng không?
lên 75%. Lên thôi thầy. Ui, mẹ mình nó xịt thật kìa. Không, cái này là đen thôi anh em chứ không phải khó. Cái này là đen thôi. Đen thôi nhá anh em. Không có chuyển vàng gì đâu. Đen thôi, nhưng mà mình không có gì để test lại cho anh em xem. Nhưng thật ra là nó không khó đâu anh em. Tin mình, anh em phải tin mình. Đấy, anh em phải tin mình chứ anh em không được gọi là mất lòng tin ở mình nhé. Coi thử mình còn bao nhiêu viên thủy tinh. Cũng hết thủy tinh rồi. Anh em phải tin, phải tin mình. Nó không có khó đâu. Nhưng mà tại vì cơ bản là mình đen thôi chứ không gì hết á. Ở đây thì có dòng tư liệu bao kích cơ bản. Ok, thì đó là để mình cho anh em xem qua tài phiệt ở thời điểm lực những mốc lực chiến hiện tại thì với lại là review sơ qua cái server tài phiệt rồi ta, server mình hiện tại luôn nhá. Em phóng to lên tí cho mình dễ nhìn, cùng với anh em cũng độ phân giải nó cũng tốt hơn tí. Đây, đây. À, tại phiệt đây hiện tại 1.600.000 lượt chiến, một số đá lên tinh mình đem mình bán đi. 1.600.000 lượt chiến đây nha anh em. Đang top 4 lượt chiến, thu hoạch Muka, Khánh, hạt vô đạo. Thì so với mặt bằng chung thì hạt tại phiệt hiện tại đang kiếm hiệp 13. Còn mình không biết hạt vô đạo thì như kiếm hiệp 16, hạt Muka kiếm hiệp 14, hạt Khánh thì 13, 14 gì đó mình cũng không biết. Nghĩ là cũng phải là trên hạt tại phiệt rồi. Ok, mình sẽ review qua server. Thứ nhất là ạc vô đạo. Cường hóa thì 3 món 80, còn lại full set 70. Về chân nguyên thì 1, 2, 3, 4 dòng cam khá là ok. Thiên địa quy tâm 3/3. Khảm thì mình nghĩ là chắc chắn là full hết rồi. Tiếp theo là ạc khánh. Mình review đồng hành của ạc vô đạo luôn. Đồng hành thì là độc cô kiếm 3 skill cam kỳ tài, dương ảnh phong 3 skill cam kỳ tài. Kinh Kha quá là ok, hai cái quần thể, hai skill cam không có kỳ tài. Nam Cung Phi kỳ tài, ba skill cam ok, rất là ngon nha. Kinh Mạch thì là mát kinh mạch nha anh em, mát kinh mạch. Tiếp theo Ạc Khánh, kinh mạch thì cũng là mát kinh mạch luôn. Đây là vũ khí thì là 80, cái này 76 không biết là hết đá hay là hết lực cường hóa. Nón thì cũng 80. Chân nguyên 1, 2, 3, 4, 5 skill, 5 dòng cam. Xịn sò cũng bò chưa. Băng thanh ngọc nhuận. Đấy. Ạc Muka Kun thì là 1, 2, 3 món cường hóa 80, còn lại full set 70. Thiên điệu uy tâm 1, 2, 3, 4 dòng cam. Đấy. Kinh mạch thì là cũng gần mát chứ chưa mát. Còn ạc này, ạc này thì là 1, 2, 3 món cũng lên 80 rồi. Cường hóa thì cũng còn chỉ có 68 viên thôi nè. 68 viên này mình nghĩ là cường hóa được cũng hai món nữa. Ít nhất cũng ít gì cũng hai món nữa. Kinh mạch thì là cũng full. Có cái là chân nguyên ngạc này thì có một dòng cam thôi anh em ạ. Một dòng cam thôi. Chủ ngạc thì cũng nói chung là cũng khá hạn chế việc bỏ tiền vào đây rồi, cho nên là thôi. Có sao chơi vậy, mình cũng treo ạc hộ rồi cái này cái kia hộ ổng thôi chứ giờ không biết đâu được. Đấy thì đợi lên cấp 63 thì là cường hóa tiếp món nữa lên 5 món 80 thì hình như là nhảy cường hóa đấy. Ok, thì clip này mình cũng review sơ qua như vậy thôi anh em. Về mặt băng hội thì băng phá vẫn là vô địch thiên hạ nha. Phục Hưng thì về đánh Minh Chủ và Lâm thì mong Phục Hưng top 2. Cả các hoạt động thì cũng đánh nhau với băng phá các thứ, nhưng mà băng phá vẫn khỏe hơn. Thì mốc lực chiến, tổng lực chiến của ban hội ở thời điểm hiện tại mình sẽ vào trang chủ để mình xem thử này. Ban phá đang 60 triệu lực chiến, tổng lực chiến ban hội. Ban Phục Hưng 51 triệu, ban Vô Song thì 46 triệu, còn ban Đại Tống thì 32 triệu. Tức ban phá hiện tại đang gấp 2 lần ban Đại Tống, gần gấp 2 lần ban Đại Tống và hơn ban Phục Hưng 9 triệu, hơn ban Vô Song 14 triệu. Ok, mình xin phép chắc là mình dừng clip tại đây.
Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này. Chúc anh em có một ngày làm việc thành công và tốt đẹp, sức khỏe dồi dào ha. Có những giây phút xem video vui vẻ. Nếu cảm thấy clip này hay, đừng quên để lại một like với một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình anh em nha.